Nếu các mom đang bầu mà bị người khác nói là ham ăn, lười làm, các mom sẽ phản ứng như thế nào? Nhà giàu tham việc, dỗi việc thì tham ăn. Câu này đúng với ai không biết, nhưng mà không được nói với bà bầu đâu nha. Thế mà hôm trước có mom tâm sự với mình là bị chính bố mẹ chồng nói như vậy, thấy thương thật sự luôn ấy. Mình thì cũng đang ở nhà và tạm thời thất nghiệp, có dỗi việc với ham ăn thật, nhưng mà là lý do chính đáng đó các mom nhỉ. Nói vậy với mình là mình tủi lắm đó. Giờ bầu hơn 20 tuần rồi, sơ hở là đói các mom ạ. Sơ hở là mần mò ăn, cứ chiều chiều đến là thèm hết đặc sản từ Bắc vào Nam. Thấy người ta đăng cái gì, bán cái gì là lại thèm, cứ tí tí là lại đói. Nay thèm cốc sinh tố thế không biết, nhưng mà nhà lại xa quán. Nhân tiện vừa rước thêm em máy xay sinh tố bỏ túi nhà Lady Chết này, lại phải trổ tài thôi. Mọi người nhớ cái máy làm sữa hạt hôm nọ mình tậu không? Đấy, vì dùng thích quá xong ngựa ngựa lướt giỏ hàng của shop, ánh mắt lại va ngay vào cái máy xay sinh tố nhỏ gọn này. Thế là dinh thêm. Máy hôm nọ mình mua thì cũng xay được sinh tố, mà cái này nó tiện hơn ấy, dễ rửa hơn này, sạc pin mới nhỏ gọn, đỡ phải dây dợ lằng nhằng, cầm nó rất là đầm tay nhá. Nhìn cái máy nó khôn lắm, xịn sò với lại đẹp nữa. Với cả nó làm được cái cốc luôn ý, nên là tiện cực, mang đi picnic cắm trại cũng ok. Nhìn nhỏ thế này thôi mà có võ lắm, xay khỏe dã man. Với lại tự làm thì cũng được cái yên tâm hơn về chất lượng, cũng hạn chế cho đường sữa hơn khi mua ở quán ấy. Bầu bí nên là cũng cẩn thận hơn xíu. Nhân tiện nhà đang có buồng chuối chín nên là mình sẽ làm thử kem chuối. Wow, nhìn ngon quá này. Các mom hỏi mình là mình có uống sữa bầu không mà trộm ví em bé cân nặng tốt thế. Thì mình chỉ có uống sữa tươi không đường này, sữa chua này, sữa hạt. Giờ có thêm máy này thì mình thi thoảng uống sinh tố nữa thôi cho nó đa dạng. Uống sinh tố thì mình uống được cả chất xơ ấy, nên là cũng rất là tốt cho tiêu hóa. Mong sao mẹ ăn uống đa dạng vậy, em bé của mẹ sẽ đủ ngày đủ tháng mạnh khỏe chào đời con nha.